Ba, con chào ba. Sáng nay ba bán hơi chậm hả ba? Ba bán hơi chậm. Dạ, hôm nay cuối tuần cho nên bán hơi chậm ba ha. À, bà làm bánh kẹp này cả nhà. Hết được nửa bột chưa bà? Dạ, à gần hết rồi nè. Dạ. Rồi bữa giờ có ai ghé thăm bà không? Có ai ghé thăm hết hả? Dạ. Bà đâu có biết này, ai ăn đâu. Dạ con ăn cái bánh này. Dạ dạ để con đang làm việc cái đã, tí nữa con ăn, bà để đó đi. Bà hôm bữa con đăng bà lên đó, có mấy anh chị cho bà được ít tiền. Dạ. Bà không nhớ. Dạ. Bà không nhớ luôn hả? Con. Dạ. À, có mấy anh chị cho bà được ít tiền, con mang lên cho bà ha. Hôm nay con mang lên cho bà. Bà vừa coi mà vừa coi còn cháy bánh nha bà. Dạ. À, đây bà, thì có cái bàn mì Duyên ở Cần Thơ gửi cho bà 300.000. Chị Quyên ở Na Uy gửi cho bà 1.088.000. Một cái chị ở bên Canada gửi 100 Canada là được 1.750.000. Cô Trang ở Úc gửi cho bà 2.000.000. Chị Trần Thiền Thùy Linh ở bên Mỹ gửi 50 đô là được 1.160.000. Tổng cộng có số tiền là 6.298.000. Là con làm tròn thành 6.300.000 đó bà. Dạ, bà coi lấy bánh ra rồi nó cháy đã rồi con đưa tiền. Dạ. Con ngồi với con. Dạ, được rồi bà ơi. Con ngồi ghế đó. Bà cũng gửi lại cảm ơn mấy người mình bên bển cho bà đó. Dạ. Con dùm nhắn lại dùm với dạ. Bà cũng cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ. Bà cái này con đưa tiền, bà có sao không? Dạ, không có sao. Không sao ha, ban ngày thì cũng có sao ha. Dạ. Bây giờ bà cũng sắp về rồi, bà ăn chút xíu rồi bà về luôn mà ha. Dạ. Dạ. Bà có tiền bà lo cho chị, cho cô. Dạ. Đây, con đưa cho bà này bà. Dạ từ từ con đang đếm tiền mà bà cất đi, bà bỏ bánh đi. Dạ 1.000.000 nè bà. Dạ. 2.000.000 nè bà. Dạ. 3.000.000. 4.000.000. 5.000.000. 6.000.000. 288 con làm tròn thành 300 á bà. Dạ. Đủ rồi bà ha. 6.288.000. À 98.000. Con làm tròn thành 300. Rồi bà cất cái bà ghim lại con nó rớt. Bà cảm ơn con nhiều lắm nha con. Dạ. Với mấy người bên đó nè con ăn. Rồi con cảm ơn bà. À, bà cảm ơn mấy anh chị cô chú người ta cho bà đó. Cảm ơn hết cho bên đó mấy người cho bà đó. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm, với cảm ơn con. Rồi. Vợ chồng con. Không có vợ chồng con bà cũng đâu có cái tiền này, đâu có ai đi quan tâm tới đây đâu. Dạ, cô cũng nói chung là tiền này của mấy anh chị họ cho con đem lên thôi chứ không phải của con. Dạ. Con không hướng dẫn mấy người kia làm sao mà biết bà. Trời ơi, thì con đăng lên vậy đó, mọi người có thì mọi người thương bà thì mọi người cho thì con đem lên giúp chứ con đâu có ngàn nào đâu. Dạ. Thì cũng nhờ con đó, không có con làm sao mà có tiền. Rồi vậy thôi bà bán ha. Dạ. Bà cất tiền cẩn thận nha. Dạ. Dạ đây là bánh của bà này cả nhà, bà tặng mình một chiếc bánh. À. Ăn thử nếu ngon thì cả nhà có thể ghé ủng hộ bà nha. Dạ.
giòn đây bà ha. À, bánh giòn mà có bánh mềm nữa. Dạ. Yeah. Ta muốn ăn mềm thì có mềm, giòn có giòn. Con nhanh về và trái cho vợ con ăn. Thôi được rồi bà đi bà bán đi. Thôi, con lấy đâu, con ăn thử chiếc bánh rồi. Bánh còn khá ngon, cả nhà nó giòn ngon á. Thì ai thích ăn bánh kẹp này thì cái ủng hộ bà già. Bà làm bột cũng như là bơ, sữa, đường, chín, nước cốt dừa. Dạ. Đó, ai có thể thích ăn thì ghé ủng hộ bà cụ bán ở gần bệnh viện huyện Hóc Môn rồi nha. Hôm nay em bán sớm mà em. Anh Thảo. Thôi ngồi đó đi. Hôm nay có cái chị Quyên ở bên Na Uy á. Dạ. Có gửi cho em 1.100.000. Dạ. Anh mang đến cho em. Dạ. Đây, anh gửi cho em này. Rồi đủ ha. Dạ cảm ơn. Cách cho tối nha. Dạ. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Cũng lai rai à. Ừ. Rồi ngồi xuống bán đi ha. Dạ. Ừ. Vậy thôi bán đi nha, anh đi làm nha. Dạ. Ừ. Bà ơi, con chào bà. Dạ. Dạ. Con qua con thăm bà đây bà. Hả? Hôm nay con qua con thăm bà. À. Dạ. Bà ăn cơm nước gì chưa bà? Chưa nay hả? Dạ. Dạ. Có mấy cái chị cho bà tiền á, con đem qua cho bà. Dạ. Có chị Trang ở bên quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh á, có gửi cho bà 500.000. Và chị Trần Thiện Thùy Linh ở bên Mỹ gửi cho bà 50 đô là được 1.160.000. Tổng cộng cái số tiền là 1.660.000. Hai chị đó cho bà đó. Dạ, để bà có tiền bà xài. Con đưa cho bà nha. Đây bà. Ba tờ là 1.500.000 với 160.000 là tổng cộng là 1.160.000 bà ha. Đủ nha bà. Đủ hết rồi đó bà. Dạ. Dạ. Thôi bà cất cái để xài. Hả? Bà cất đi để dành xài. Dạ. À, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Giờ sao? Giờ bà cất cái xài thôi. Giờ mình mỗi tháng mỗi có hai là sao? Dạ con cũng không biết nữa, thì mọi người cho có lần gì hay con chưa có biết nữa. Dạ. Dạ. Vậy cũng cảm ơn. Dạ, vậy thôi bà để dành xài ha, con đi về nha. Dạ. Dạ. Bà ơi. Dạ. Dạ con ghé thăm bà nè bà. Dạ. Bà đang coi tivi hả? Không có ăn cơm. Dạ. Ăn cơm. Dạ. Bây giờ này mới đói bụng quá ăn thử. Con ghé ăn thăm bà, có mấy anh chị cho bà tiền á. Dạ. Dạ, vừa hôm đăng clip lên đó bà. Dạ. Có cái bạn Minh Quyền ở Sài Gòn gửi cho bà 100.000. Dạ. Cái chị Hồng bán cháo gà ở quận 5 gửi cho bà 2.000.000. À, và chị Trần Thiện Thùy Linh ở bên Mỹ gửi cho bà 50 đô là được 1.160.000. Tổng cộng cái số tiền là 3.260.000. 3.260.000 đó bà. Có 3 người cho bà. Đó, thì con đọc danh sách. Tiền đâu sao biết trai. Dạ. Tiền đâu rồi sao trai. Đổi đã tiền Việt luôn rồi bà. Đổi luôn à. Dạ. Chứ được. Bà không biết trai đâu. Đây con gửi cho bà. Bà đếm giùm con có đủ không nha.
Dạ thôi để. Dạ không, bà đếm giùm con đi, bà đếm giùm con. Bà đếm giùm con có đủ 3 triệu. Con tới đưa mừng quá con. Đếm đi bà, đếm giùm con cái thôi. Được bao nhiêu bà? 3.850.000 hơn. Đâu có. Bà coi lại đi, 3 triệu 2. 3 triệu 2 hả? Trời ơi. Coi lại phải 3 triệu 2 không? À 3 triệu 2. 3 triệu 2 nhiêu bà? 3 triệu 3 triệu 3. Ờ 3 triệu 2 60. Rồi, đủ rồi đó bà. Dạ. Dạ của mấy anh chị với cái em kia gửi cho bà đó. À. Cho bà để dành xài ha. Dạ. Dạ rồi. Mắt hơn, mắt không thấy đường không? Rồi. Mỗi ngày phải uống thuốc nhỏ, thuốc nhỏ. Dạ, vậy thôi con chào bà nha. Con lấy chút đỉnh uống. Dạ không, con có lấy, sao không lấy tiền bà được. Con rồi, dạ. Vậy thôi con đi nha. Dạ, bà cảm ơn con. Dạ.